Ngày 21 tháng 10, ông Bùi Duy Liệu, Phó trưởng ban điều hành công trình dự án cống Âu Nguyễn Tấn Thành cho biết hiện công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành đã hoàn thành sau gần 2 năm thi công. Sau khi đưa vào hoạt động trong lúc đóng cống, tàu thuyền vẫn có thể qua lại nhờ hệ thống âu thuyền. Thời gian tàu đi qua Âu dự kiến mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Dự kiến trong tháng 10 năm 2024, đơn vị sẽ chuyển giao công trình này cho phía tỉnh Tiền Giang để quản lý vận hành. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành nằm trên kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cống được xây dựng nằm cách sông Tiền hơn 400 mét với tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng. Đây là cống ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau cống Cái Lớn Cái Bé, tỉnh Kiên Giang. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành khi đi vào hoạt động sẽ có khả năng ngăn mặn trữ nước ngọt sản xuất cho khoảng hơn 100.000 hectare tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 800.000 người dân ở thành phố Mỹ Tho và các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang.